liên quan đến đại dịch virus corona. Trong cái cơn đại dịch lần này thì nó đã xả ra đến khoảng 25.000 tấn chất nhựa, chất thải vào lòng đại dương của chúng ta, của trái đất này. Một nghiên cứu mới được đưa ra từ một cái tổ chức có tên tác là PNAS thì họ vừa công bố cho thấy có hơn 25.000 tấn chất thải nhựa liên quan đến cái cơn đại dịch này đã được bỏ vào lòng của đại dương. Trong khi đó thì có 8 triệu tấn chất thải nhựa đã được tạo ra trên toàn cầu liên quan đến virus corona. Cơn đại dịch này đã dẫn đến những cái nhu cầu gia tăng đối với những cái chất nhựa sử dụng một lần và quăng đi. Điều này làm gia tăng cái sự áp lực đối với các vấn đề mà rác thải nhựa trên toàn cầu vốn hiện nay nó đã vượt qua ngoài cái tầm kiểm soát đúng như vậy kính thưa quý vị à, bây giờ nếu mà chúng ta bước chân ra ngoài đường thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được các loại mà mask khẩu trang quăng giải rác khắp mọi nơi thì đây là một trong những cái vấn nạn cho khắp thế giới nhất là cho các quốc gia mà chưa có tân tiến thưa quý vị họ không có những cái hoạt động để mà kiểm soát tất cả các loại chất thải chứ không riêng gì chất thải nhựa các nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết các chất thải nhựa được thải ra chủ yếu đến từ các bệnh viện các chất dẻo thải ra có thể nó 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 nó, nó trôi ở trong lòng đại dương và nó tạo lại thành những cái cục chất nhựa rất là lớn và nó đập vào nó đụng chạm vào các loại động vật hoang dã ở ngoài biển và nó sẽ có những cái khả năng gây thương tích hoặc là tử vong cho các loại động vật ở ngoài biển này thưa quý vị và một nghiên cứu khác được công bố vào tháng trước chỉ ra rằng sản xuất nhựa nó ngang bằng cái cái chất thải mà nhựa um, chất thải sản xuất ra đó thưa quý vị. Nó ngang bằng cái chất thải um, cái lượng mà khí thải nó xả vào không khí của chúng ta vào năm 2030. Do đó các người mà um, đấu tranh bảo vệ môi trường thì họ cũng phải quan tâm đến cái vấn đề mà chất thải nhựa hiện nay nằm ở trong lòng đại dương. Một cái nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy rằng những cái mặn nhựa mà siêu siêu nhỏ nó đã chiếm được trong tất cả các cơ quan lọc chính trong cơ thể con người của chúng ta. Bằng chứng về cái sự ô nhiễm nhựa trong các mẫu được lấy từ phổi, gan, lá lách, thận của các người mà um, đã chết mà họ hiến tặng xác uh, của họ. Thưa quý vị, thì uh, những người khoa học gia họ làm uh, thí nghiệm. Và theo các nhà nghiên cứu cấp cao là ông Roth Houghton, là một người bác sĩ giám đốc trung tâm thiết kế sinh học và kỹ thuật sức khỏe môi trường của trường đại học của tiểu bang Arizona thì ông đã cho ra những cái nghiên cứu như trên. Từ lâu thì con người của chúng ta cũng lo ngại rằng các chất thải hóa học trong nhựa có thể gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe bắt buộc từ các bệnh như là bệnh tiểu đường, bệnh béo phì đến những cái bệnh như là rối <laughs> loạn chức năng tình dục và vô sinh hoặc là gây ra ung thư ngoài ra thì thưa quý vị theo bà diana cohen là giám đốc điều hành của liên minh ô nhiễm nhựa đây là một tổ chức phi lợi nhuận thì bà cũng có một cái nghiên cứu uh, riêng lẻ bà cho thấy rằng trung bình con người của chúng ta cũng ăn khoảng 5 gram nhựa mỗi tuần lễ 5 gram thưa quý vị thì cái số lượng này nó tương đương với một cái thẻ mà plastic mà thẻ credit card của chúng ta thường có trong ví uh, một tuần lễ con người của chúng ta sử dụng khoảng 5 gram các nhà nghiên cứu cũng đang đặc biệt tìm kiếm cái sự hiện diện của các hạt cực nhỏ nhựa đến mức mà chúng có thể di chuyển ở trong con người của chúng ta theo cái đường tiêu hóa qua cái đường máu thưa quý vị. Nó lưu thông theo cái dòng máu và nó cũng đến những cái cơ quan như là phổi, thận hoặc gan. Đó là lý do mà tại sao nó vào được trong những cái bộ phận này. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng cái công trình của họ để tạo ra một cái máy có cái tính trực tuyến giúp họ đánh giá được cái lượng nhựa đã xâm nhập vào cơ thể của chúng ta là bao nhiêu. Cái máy tính này sẽ tạo ra một cái bản đồ cho các người khoa học gia họ có thể nhìn thấy vào đó mà họ có thể định lượng được cái số lượng nhựa nó nguy hiểm đến cỡ nào. Và thưa quý vị, vào tuần trước thì theo trường đại học Exeter ở Anh Quốc và trường đại học Queensland ở Úc Đại Lợi họ đã tìm thấy được cái số lượng nhựa trong các mẫu của năm loại hải sản ở trong đại dương gồm có những con hào, tôm, mực, cua và cá mòi. Thưa quý vị, à, quý vị nào mà thích ăn những cái đồ biển, à, thích ăn sushi thì bây giờ cũng nên cẩn thận thưa quý vị tại vì à, rác rưởi trong lòng đại dương là một cái vấn nạn vô cùng vô cùng nguy hiểm cho tương lai con người và đại dương và các loại động vật ở dưới biển của chúng ta trong tương lai. Đúng rồi, khi mà chúng ta ăn seafood đó, thì từ lâu nay họ vẫn nói cái nguy cơ là cái chất mercury đó, thủy ngân. <laughs> nó nhiều, nhiều trong những cái đó có thể chúng ta trong cơ thể chúng ta nhiễm cái đó thì không tốt với một số lượng mà nó quá hạn đó, quá nhiều đó thành ra cái đó chúng ta phải coi chừng